Ok thì cuối cùng AUT cũng đã ra rồi các bạn ấy. Đấy, nhân thì ở đây có 4 cái chế độ, một là play là chơi thường, hai là game mode, ba là server VIP. Đấy thì mình sẽ mua server VIP. 4 là credit là những anh em admin trong game này. Đấy thì bây giờ bấm play mãi đéo được, mãi không được, chắc là do game nhiều người chơi quá anh em ạ, bị lỗi luôn. Giờ mình sẽ vào game nhá. Đấy, admin fix xong rồi. Ok thì mình đã vào game rồi các bạn ơi. Thì đây chính là AUT nhá. Đồ ạ mới của nó khá là ok luôn các bạn. Còn máy mình cùi không ấy được. Thì ấn Z để chạy nhanh, C là lướt, X là đỡ, E A F G G K T là dùng chiêu. Thì đây là Ability Store. Nếu các bạn nào không biết ấy, thì game này làm theo game được gọi game Gojo. Đấy thì trong Gojo có những cái con được gọi là Satan. Đấy là những cái con đi sau lưng này. Đó. Và game này ấy, cũng như thế. Và chỗ này là chỗ để chứa những con Satan của các bạn. Thì mình vẫn còn được một vài con, còn mấy con khác thì admin vứt hết rồi. Đấy, được 3 con. Đấy. Thì game này ấy, hồi trước nó là một cái game AFK, nhưng mà bây giờ ấy, thì nó vừa AFK nó vừa bổ sung thêm những cái nhiệm vụ như kiểu này. Đấy. Đấy, giờ có thêm cả nhiệm vụ như này nhá. Khi các bạn phải có đủ stan và item thì các bạn mới có thể làm những nhiệm vụ như này. Đấy, thì đây là Ability Reset, là các bạn reset stan của các bạn về con stan net này. Đấy, stan net bây giờ nó cũng xịn lắm đấy các bạn. Đó. Thì cách để kiếm stan ấy là các bạn đi lên cái chỗ được gọi là núi. Các bạn đi lên cái chỗ núi. Máy mình lát như cứt, các bạn thông cảm, tại vì server này ấy, nó nhiều người quá. Đây núi, đây núi ở chỗ này nha anh em nhá. Mẹ lắc quá anh em ạ, nhiều thằng quá. Sau mình vào server VIP và server VIP game này như bị lỗi rồi, tí mình phải hỏi admin. Đây chỗ núi ở chỗ này, và chỗ biển chỗ đầu kia cũng được. Nó sẽ spawn ở xung quanh đây nhá. Sẽ có những cục kim thạch, các bạn vào các bạn giữ E là nó sẽ có arrow. Tầm 6 phút nó sẽ rơi xuống một lần. Đấy. Khi các bạn cắm arrow vào người thì các bạn sẽ được những con satan. Đó. Và các bạn đi những con satan này nói chuyện với những thằng như kiểu thằng Gojo với cả mấy cái thằng con NPC ở khắp cái map này. Đấy. Thì các bạn sẽ là làm nhiệm vụ của nó và các bạn được những con satan mới. Đấy, rất là ok. Đây ở bãi biển này ấy, thì nó cũng có thiên thạch rơi xuống nhá. Đấy. Thì đấy là cách chơi cơ bản của cái game này. Đấy, còn chi tiết những cách lấy các con satan khác thì mình sẽ làm video sau. Ok, và nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, mình sẽ phát ban nhà. Bye bye chị, hẹn gặp lại ở những video sau.